cái việc Trâm được học ở trường, được đào tạo bài bản là cái điều mà Trâm cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời của mình, bởi vì đó là những cái nền tảng rất là vững chắc để Trâm có thể thực hiện cái ước mơ trở thành ca sĩ và đi theo cái con đường nghệ thuật cho tới bây giờ. Và chắc chắn nó sẽ còn rất là lâu dài như người thầy của mình. Bây giờ thầy đã hơn 60 tuổi, thầy vẫn tiếp tục làm nghề, thầy vẫn tiếp tục cống hiến, là bởi vì thầy có những nền tảng rất là vững chắc để cho dù mình không có thể đứng trên sân khấu để hát, để xinh đẹp như thế này nữa, mình vẫn có thể tiếp tục công việc đào tạo như là cái công việc hiện tại Trâm đang đào tạo cho các bạn ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và Trâm nghĩ là mỗi người ca sĩ, mỗi người nghệ sĩ, họ đều có một cái con số may mắn riêng mình, và họ đều có những cái nỗ lực của riêng mình, và mỗi người sẽ biết được thế mạnh của mình và giới thiệu cho khán giả những cái thế mạnh đó, giới thiệu cho khán giả cái viên ngọc ở trong mình, và mỗi người sẽ lựa chọn con đường riêng. Và nếu như những ca sĩ không được đào tạo bài bản, họ vẫn có những sự thành công, thì họ cũng đang đóng góp cho cái nền âm nhạc của Việt Nam mình, và họ mang được đến những cái giá trị tốt đẹp cho mọi người, đó là mang âm nhạc để đến gần với khán giả, và thông qua âm nhạc sẽ chữa lành hoặc là sẽ làm những cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Mỗi người sẽ có một vai trò khác nhau trong cuộc sống, và Trâm đang làm rất là tốt vai trò của Trâm. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn.